Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể trace một ảnh màu về dưới dạng vector, dạng đen trắng các bạn nhé. Cách này thì chúng ta có thể áp dụng để sử dụng trong việc thiết kế logo dưới dạng là sử dụng ảnh chân dung. Ví dụ như là logo của KFC, người ta cũng sử dụng cái phong cách này. Đầu tiên là các bạn hãy mở bức ảnh đó bằng Photoshop. Và các bạn sẽ thắc mắc mình là tại sao mình lại mở bằng Photoshop mà mình không vào trong Illustrator để mình trace cái hình này luôn. Là vì đầu tiên là chúng ta phải chuyển cái ảnh màu về dạng ảnh đen trắng trước đã, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng Photoshop để chúng ta chuyển thôi. Các bạn hãy Ctrl G nhân đôi nó lên. Sau đấy là các bạn hãy vào cho mình cái phần Emit này, Adjustment này, vào cho mình cái lệnh Black and White này, Ctrl Alt Shift B, ấn vào Auto giúp mình nhé. Ok này. Tiếp đến là các bạn hãy ấn cho mình cái phím là Ctrl G. Chúng ta sẽ nhân đôi layer lên, sử dụng cái bảng Level, Ctrl L. Ở đây thì với cái điểm màu đậm á, thì các bạn hãy làm sao mà tăng cái phần đậm lên. Đậm thì sẽ đậm hơn, và cái phần cái màu xám xám này, ý là phần màu nhạt thì sẽ nhạt hơn. Tại sao mình lại phải sử dụng cái phần điều chỉnh như thế này? Là vì các bạn phải hiểu là khi mà Illustrator mà trace thì nó chỉ chuyển về màu đen trắng, nên là những cái phần mà các bạn muốn giữ lại thì các bạn phải cho nó đen hơn. Hãy điều chỉnh về cái phần màu trắng cho nó nhạt hơn, để khi mà đi vào trên Illust thì những cái phần màu trắng nhờ nhờ thế thì nó cũng sẽ gọn gàng hơn, nó không bị các cái lia tia nhỏ nha các bạn nhé. Các bạn cứ làm theo đi, và khi mà các bạn chuyển sang Illust các bạn sẽ thấy là tại sao chúng ta lại phải làm như vậy. Cái phần đen này mình sẽ cho đen hơn một chút này, hơn một chút, ấn OK. Đến đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ là chắc là chúng ta sẽ sử dụng luôn. Nhưng mà các bạn hãy thêm cho mình một bước nữa, đó chính là các bạn hãy vào cho mình cái phần Select này, Color này. Mình vào đây để làm gì? Mình vào đây là mình muốn chọn cái bút chỉ chuyển về cái phần màu trắng giúp mình ở bên ngoài phần hình ảnh nhá. Đó, các bạn sẽ nhìn ở trong này, như thế này có nghĩa là nó đang chọn cho chúng ta là các cái phần màu tối rồi đấy. Ấn OK, zoom to lên thì các bạn sẽ nhìn này. Khi mà các bạn làm như vậy á, thì những cái phần màu tối và màu màu đen, màu xám nó sẽ được chọn, còn những cái phần màu sáng thì nó sẽ không chọn. Khi mà zoom lớn lên thì các bạn sẽ nhìn ví dụ như là cái lông mi này, tóc này, những cái phần màu tối sẽ được chọn hoàn toàn, và đa số là nó sẽ chọn khá là chi tiết. Và các bạn sẽ hiểu là khi mà nó chọn như vậy á, thì đến lúc chúng ta trace hình ra, những cái phần màu tối này nó sẽ là phần màu đen ở trên vector, còn lại những cái phần mà không được chọn là sẽ là màu trắng, có nghĩa là nó sẽ biến mất. Nếu như bạn nào mà muốn là chọn được nhiều hơn ý, thì các bạn có thể vào Select này, Modify, sau đấy là chọn phần Expand. Các bạn có thể nới rộng cái vùng chọn ra nhiều hay là ít thì tùy ý nhá. Ví dụ là 2 thì ấn OK này, thì các bạn sẽ thấy là cái phần chọn của chúng ta sẽ được mở rộng ra nhiều hơn. Phần màu ấy, Foreground, các bạn kích đúp vào đây, chọn cho mình cái phần màu đen này, ấn OK này. Sau đó là các bạn ấn Alt đen để chúng ta sẽ bôi đen trực tiếp lên cái phần vùng chọn mà chúng ta đang chọn như vậy. Đen nó sẽ đen hơn, đúng không các bạn? Ctrl D chúng ta xóa cái nhấp nháy đi. Sau đó các bạn hãy lưu lại cái hình ảnh đen trắng này vào một cái chỗ nào đó. Mình sẽ để tên của nó là Trace ảnh nhá. Ấn lưu. OK này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Illustrator nhé các bạn nhé. Đó, mình sẽ tạo ẩn cái kết quả này của mình đi. Các bạn hãy kéo cái phần hình ảnh vào trong này. Các bạn nhìn ở trên thanh công cụ ở trên, các bạn hãy chọn vào cái bức ảnh Trace, chọn cho mình cái kiểu chơi là Black and White logo. Và đây là kết quả của chúng ta. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn biết là tại sao chúng ta không trace luôn ở trong Illustrator bằng ảnh màu. Là cái lý do là như vậy nha các bạn nhé. Để chọn này, Black and White logo. Các bạn thử xem khi mà chúng ta không xử lý trước Photoshop thì nó sẽ ra như nào nhé. Đây, và các bạn nhìn thấy không? Đây là nếu như chúng ta không xử lý á, thì các bạn sẽ nhìn thấy là gần như là mất những các cái nét quan trọng
ở trên cái bức ảnh này. Ví dụ như là cái phần tóc, hoặc cả cái phần vai, hoặc cả cái tay, những cái phần quan trọng, hoặc cái phần cằm để nó phân biệt là cái khuôn mặt với cả cổ, thì nó sẽ không hiển thị mà nó sẽ bị biến mất đi. Và đây chính là cái lý do mà tại sao mình lại không cho vào Illustrator mà mình phải xử lý qua Photoshop. Xử lý qua Photoshop á, là để mình định hình ở trong đầu mình là mình muốn giữ lại những cái nét nào và mình không muốn giữ lại những cái nét nào, làm cho cái thiết kế của chúng ta khi mà các bạn chơi ấy, nó phải thật là hiệu quả. Không xử lý Photoshop thì nó sẽ rất là nhiều những cái răm nhỏ, các bạn nhìn thấy không? Có nghĩa là đây là ảnh màu mà khi mà màu mà sang đen trắng luôn ấy, thì nó sẽ hay bị mất nhiều chi tiết. Còn khi các bạn đã chuyển ở Photoshop thì nó sẽ gần như là nó sẽ được chúng ta điều khiển giữ cái gì và mất cái gì. Đó là cái tác dụng của việc xử lý qua Photoshop trước khi cho vào Illustrator nha các bạn nhé. Mình sẽ expand nó ra, nháy phải, ungroup và đi này. Mình sẽ chọn những cái phần màu đen. Bây giờ mình sẽ đặt một cái nền lên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là lỗ chỗ đen trắng, ví dụ màu xanh đi. Mình sẽ xóa các cái phần màu trắng đi. Nhưng mà những cái vụn vụn của cái màu trắng này á, thì mình muốn xóa nhanh thì các bạn hãy chọn vào cái phần màu trắng này, sau đó vào phần select same fill color. Đó, nó sẽ chọn hết cái phần màu trắng cho các bạn. Các bạn ấn delete đi giúp mình. Cái phần gò má này như này thì các bạn muốn ví dụ như là nó được rộng hơn một chút để thấy cái khuôn mặt của cô bé bầu bĩnh hơn, thì có thể là sử dụng cái lệnh direct selection, dụng là bầu bĩnh như thế, đúng không? Ví dụ là như vậy. Và cái quan trọng nữa đó chính là cái phần lông mày, đang bị mất cái phần lông mày. Vậy thì các bạn có thể sử dụng cái lệnh pen hoặc brush ở trong Illustrator để chúng ta có thể là vẽ cái phần lông mày cho cô bé này kiểu này, hoặc chọn nó 05 thì nó lại to quá, lại phải giảm cái phần kích thước của short đi. Mình sẽ để là 0.5. Sau đó là các bạn hãy object này, flatten transparency and ok để cho nó chuyển từ cái dạng line là đường thẳng ở vì dưới dạng là solid. Tiếp tục sử dụng cho mình một cái nữa, đó chính là các bạn hãy sử dụng cho mình một trong các cái công cụ này, Scallop này, Crystalline này. Đó, mình sẽ sử dụng cái công cụ Crystalline nhá. Đây, các bạn biết tại sao mình lại phải sử dụng cái này không? Cái đường kính này nó nhỏ. Các bạn có thể kích đúp vào đây để điều chỉnh cái thông số to nhỏ, cái phần vòng tròn tùy ý. Ví dụ ở đây mình muốn là khoảng 2 thôi chẳng hạn. Hình tròn mà thì sẽ để cả trên cả dưới là 2 nhé. Ấn OK sẽ nhỏ hơn xíu. Các bạn biết tại sao mình lại phải sử dụng cái này không? Đó chính là khi mà các bạn trace thì tất cả các cái nét của chúng ta đều là những cái nét tự nhiên. Còn khi mà chúng ta vẽ bằng pen, bằng pen chẳng hạn, thì nó đều là những cái nét rất là mượt. Vậy thì chúng ta phải sử dụng cái bóp méo này này, gọi là, đấy mình gọi chung là như vậy, để các cái nét của nó được tự nhiên nhất có thể. Rồi sau đó là mình ấn an, giữ chuột trái kéo sang là để copy đó, ấn ô lật đối xứng nó sang. Bạn nào mà cẩn thận thì các bạn có thể lót cái ảnh gốc xuống phía dưới để chúng ta có thể là vẽ về cái lông mày của cái cô bé này. Thực ra thì cái này là mình chỉ gọi là mình vẽ nhanh thôi nhá, nhưng bạn nào mà có thời gian thì các bạn hãy vẽ chính xác cũng được, sau đó là sử dụng cái lệnh này. Và đến cái phần lông mi thì ở đây á, nó cũng tương đối là đầy đủ rồi, cũng khá là đẹp rồi. Thì bây giờ các bạn có thể dùng lệnh pen, các bạn có thể chuốt lại thêm. Ví dụ chỗ này mà nó không to đến như vậy thì các bạn có thể là chuốt lại này, nhìn cho nó mượt đấy. Đây, mình sẽ cho cái này. Và đến đây mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một chút xíu nữa về cái việc là tại sao chúng ta lại phải xử lý Photoshop trước. Mình sẽ nói kỹ hơn để cho các bạn hiểu hơn nhé. Đằng nào cũng mất công xem mà.
trace, ví dụ như là từ cái phần hình ảnh vào trong Illustrator, thì các bạn phải hiểu là những cái đoạn màu nào thì nó sẽ quy định là màu đen và những cái đoạn màu nào sẽ quy định là màu trắng. Ở đây của chúng ta là đang có mã màu là từ trắng này xám rồi đến ghi rồi đến màu đen, đúng không nào? Thì khi mà các bạn trace thì các bạn chơi thử này, đây mình cũng chọn lại cái đúng cái black and white logo này. Đấy, các bạn thấy không? Thì có nghĩa là gì? Ở đây từ màu đen này, ba cái màu đầu tiên sẽ về màu đen. Còn cái phần từ màu trắng này đến cái phần màu xám nhạt đây này, thậm chí là đậm hơn một chút, nó cũng chuyển hết thành màu trắng. Vậy thì khi mà chúng ta xử lý trong Photoshop là chúng ta phải tăng cái độ tương phản giữa cái phần màu đen và màu trắng lên, cái phần màu xám mình cũng sẽ phải tăng lên nếu như mình muốn giữ nó lại. Đã trắng này thì sẽ trắng hơn. Thì khi mà trắng hơn như vậy thì nó sẽ biến mất ở trên Illustrator khi chúng ta trace hình. Còn đã đen này, các bạn tăng đen lên thì nó sẽ đen hơn, thì nó sẽ giữ lại. Đây là cái lý do tại sao mà mình biết nhiều bạn sẽ cảm thấy khó khăn trong cái quá trình mà trace hình, trace mãi mà nó không ra, mà nó không đẹp, nó cứ không theo ý của mình. Đây là một cái bước tuy nhỏ nhưng mà rất là quan trọng các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ, thật là nhớ giúp mình, và các bạn áp dụng một vài lần là các bạn cũng có thể là xử lý rất là tốt rồi. Giả sử đây sẽ là baby shop chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lấy luôn cái phần hình ảnh này làm logo. Và mình cũng chia sẻ luôn với các bạn nhé, đây là cái thủ thuật của mình đã làm và mình áp dụng. Cái cách này là mình tự làm và tự rút kinh nghiệm. Bây giờ mình cảm thấy nhiều bạn cần nó thì là mình sẽ chia sẻ với các bạn thôi. Nên là mình rất là mong các bạn hãy trân trọng những cái kiến thức mà mình chia sẻ, và rất mong là những cái nội dung này sẽ được nhiều bạn biết đến hơn. Và mình mong rằng qua đây thì các bạn cũng học hỏi được nhiều điều để có thể rút ra cái kinh nghiệm của bản thân. Rồi, và nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm một số những cái kiến thức khác liên quan đến thiết kế như là tư duy, hoặc là những cái mẫu trend, hoặc là những cái thiết kế khó hơn như là thiết kế ở trên các trang thương mại điện tử, thì các bạn hãy theo dõi kênh Olim Design để biết thêm nhiều hơn những cái thông tin mà mình sẽ chia sẻ trong thời gian tới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.